Các bạn lưu ý khi mà các bạn nhận kết quả, tức là bạn đi lấy sổ đỏ tại cơ quan một cửa thì các bạn sẽ cần phải những lưu ý sau. Thứ nhất là bạn phải mang theo giấy tờ tùy thân và người lấy phải là chính chủ. Thì vì hiện nay là một số cơ quan quy định là đi lấy sổ là phải người chính chủ, không được ủy quyền. Bạn có thể ủy quyền là cái khâu lộp, nhưng khi đi lấy sổ thì chắc chắn là người chính chủ phải lấy, tránh trường hợp là một số thành phần lừa đảo hoặc là tranh chấp trong quá trình mua bán chưa giao hết tiền, thì đấy là cái việc cơ quan nhà nước phòng tránh. Và sau khi mà đến ấy, thì các bạn xếp số đây, và các bạn lưu ý là xếp số thì các bạn nên đi sớm để trước khi lấy được cái sổ này thì bạn cần phải hoàn thành nghĩa vụ tài chính, tức là bạn phải sang cơ quan thuế để lấy tờ khai thuế. Khi đã có tờ thông báo thuế thì bạn sẽ đi đóng thuế trước, sau đó mới sang bên này để lấy sổ đỏ được. Tiếp theo là bạn cũng cần lưu ý cái số tiền mà đóng thuế, đó là 2% thuế thu nhập cá nhân và 0,5% thuế trước bạ cộng với 1,5 phí và lệ phí khi nộp tại cơ quan một cửa này, thì tổng là 2,65 nhân với giá nhà nước quy định. Thì cái này là bạn phải chuẩn bị một số tiền cũng tương đối lớn trước và bằng tiền mặt nhé. Hiện tại thì nếu như giả sử mà ủy quyền của các ngân hàng ấy, thì ngân hàng có thể thu và có thể là thu tiền chuyển khoản, nhưng mà thường là họ sẽ ưu tiên là thu tiền mặt hơn, đặc biệt là cơ quan một cửa này thì họ không thu tiền chuyển khoản. Tốt nhất là bạn nên chuẩn bị tiền mặt. Tiếp theo là sau khi lấy thuế được thì sang bên này bạn nhận sổ thì bạn đóng lệ phí 1,5, nhưng lưu ý là gì, khi nhận sổ bạn chú ý tất cả những cái thông tin trên sổ xem chuẩn với thông tin cá nhân, hộ khẩu, rồi đăng ký thường trú, rồi địa chỉ của mình hay không. Thì đấy là một cái yếu tố rất là quan trọng, nếu không sổ của bạn sẽ có vấn đề về mặt sai lệch thông tin hay những cái vấn đề liên quan đến phần pháp lý, rồi sơ đồ thửa đất, rồi là thông tin trong sổ bạn phải nghiên cứu rất là kỹ xem chuẩn chưa. Nếu mà chuẩn rồi thì bạn nhận sổ về mang về, còn nếu mà chưa chuẩn thì bạn sẽ báo với cán bộ để nộp lại hồ sơ, thì nó sẽ nhanh chóng thuận tiện hơn là bạn mang về rồi sau đó bạn mới phát hiện. Và cuối cùng là khi mà nhận sổ đỏ này thì thường là bạn sẽ thỏa thuận trước với người mua bán là ai sẽ là người nhận và đã thanh toán hết tiền hay chưa, thì cái đấy là bạn phải thỏa thuận trước và thống nhất, tránh trường hợp là ra phòng một cửa là chúng ta lại là tranh luận với nhau hoặc mâu thuẫn với nhau về những cái vấn đề đấy. Thì cơ quan trả sổ họ sẽ không trả nếu trong trường hợp mà còn có những vấn đề khúc mắc hoặc là những vấn đề liên quan đến tiền nong mà chưa chuyển đổi hoặc là trả hết cho nhau, thì họ sợ cái sự tranh chấp. Đấy là một số lưu ý mà các bạn cần phải tiến hành khi mà nhận sổ tại cơ quan một cửa nhé.